Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, lại là em Thảo đây. Chào mừng anh chị mình đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em nhé. Hôm nay chúng ta có mã cổ phiếu công nghệ FPT, một mã cổ phiếu mà công phá thành công vùng đỉnh, một cái mã cổ phiếu mà tăng đáng đáng tự hào luôn anh chị ha. Một cái phiên mà bất ngờ của FPT. Hôm nay FPT dừng chân ở cái mốc là 141.7, cũng là cái vùng đỉnh lịch sử, cái vùng mà FPT từ trước đến giờ chưa bao giờ đạt được cái con số này, thì ngày hôm nay đã có công phá thành công những cái vùng đỉnh cũ quanh mốc là 139.6 để tiến lên cái vùng 141.7 rồi ha. Đây là mã cổ phiếu mà đáng nổi bật trong phiên hôm nay với cái lực tăng tương đối là tốt, tăng hơn 4%, gần 5% anh chị. Hôm nay chúng ta có những cái báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của FPT tương đối là tốt. Từ đầu năm 2024 đến giờ thì FPT đã tăng gần 70%, đẩy vốn hóa thị trường lên trên 200.000 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank, BID và ACB thôi. Trong phiên ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10, thì cổ phiếu này đã tăng gần 4%. Đây là cái mức tăng cao nhất trong lịch sử từ 18 năm niên yết của FPT, với một cái kết quả kinh doanh khá là ấn tượng. Cũng là nền tảng chính cho sự tăng trưởng ngày hôm nay. Trong 8 tháng đầu năm 2024 thì FPT ghi nhận doanh thu là 39.664 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.077 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,8% và 20% so với cùng kỳ. FPT cũng đặt mục tiêu doanh thu là 61.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 10.875 tỷ đồng cho năm 2024, đều tăng khoảng 18% cho so với năm trước ha. Về mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu đạt 19.934 tỷ đồng, tăng hơn 30,4%. FPT đã thắng thầu 29 dự án lớn với tổng quy mô trên 5 triệu USD, khẳng định những cái nhu cầu đầu tư công nghệ ngày càng cao trên thế giới. Ngoài ra thì FPT còn mở rộng văn phòng tại Đức và Thụy Điển, đồng thời thành lập liên danh PT FPT Metrodata Indonesia ha, để thúc đẩy hơn cái việc mà chuyển đổi số tại khu vực Đông Nam Á này chị. Thì cuối cùng là FPT đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng viễn thông, cũng dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong trung tâm dữ liệu quận 9 vào cuối năm 2024, cùng với việc là mở rộng các mô hình nội dung số và giáo dục. Đây là những cái thông tin tích cực ngày hôm nay đã dẫn cổ phiếu này ở break thành công, dẫn cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử. Nếu như anh chị mình đang còn tham gia cổ phiếu FPT, anh chị mình tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này nhé. Bởi vì hôm nay là một cái phiên bùng nổ rồi anh chị. Hôm nay là một cái phiên mà breakout out thành công đối với cổ phiếu cũng có một cái dòng tiền thanh khoản lớn vào rồi. Thì anh chị mình tại sao lại không nắm giữ cổ phiếu đúng không anh chị? Và cái vùng mục tiêu đối với FPT, anh chị mình có thể là kỳ vọng một cái mục tiêu cao hơn, xa hơn đối với cổ phiếu nhé. Cái vùng 148, thậm chí là chúng ta sẽ kỳ vọng lên được cái vùng giá 150 đối với cổ phiếu trong cái thời gian tương lai ha. Thì đâu đó là anh chị mình sẽ có một cái lợi nhuận lớn hơn khi mà tham gia vào FPT. Đợt vừa rồi có vẻ là anh chị chúng ta kiên nhẫn, nếu như mà nắm được FPT là phải có một cái sức kiên nhẫn tương đối là mạnh mẽ đúng không? Tại vì cổ phiếu không có tăng quá là nhiều. Cổ phiếu từ cái giai đoạn tháng 8 đến giờ thì neo giá quanh cái vùng giá 133, 134 thôi, không có một cái phiên nào là tăng quá là sốc, tăng quá là mạnh. Anh chị, nếu như mà chúng ta đã kiên nhẫn thời gian vừa rồi thì chúc mừng anh chị mình nhá, đã nắm siêu cổ ngày hôm nay rồi, cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay rồi và có những cái trạng thái tương đối là tốt như vậy. Với cái lực của hai dao hai kiếm hiện tại của FPT thì tất nhiên là xu hướng của cổ phiếu đang là một cái xu hướng tăng rồi, trạng thái cũng vẫn là một cái trạng thái tăng rất là tích cực. Anh chị hoàn toàn nắm giữ được đồ FPT và chúng ta sẽ nâng cái vùng chặn lại của cổ phiếu lên ha. Cái vùng 137.5 là vùng chặn lại nhá. Cổ phiếu FPT thì bên app ITB cũng đã tham gia một thời gian tương đối là lâu rồi. Bên app của chúng ta là có tham gia từ ngày 26 tháng 8, là tham gia từ cuối tháng 8 này chị, cũng mua với cái vùng 132, mua với vùng 132 và cái mục tiêu chốt lời của FPT mà app đưa ra
Ác khuyến nghị là vùng 150 anh chị ha. Và hiện tại đợt vừa rồi thì chúng ta có một cái vùng cắt lỗ là 124, nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ dời cái điểm chặn lại của cổ phiếu lên nhé. Chúng ta đang có lời FPT mà chúng ta nâng vùng chặn lại lên ha. Khi nào mà cổ phiếu mất vùng 137.5 ha thì anh chị mình chặn lại nhé. Còn không thì anh chị mình hoàn toàn có thể là kỳ vọng về cái vùng mục tiêu 148, 150 là chuyện bình thường ha. Ok. Nếu như anh chị mình chúng ta chưa vào những cái tín hiệu của app chứng khoán ITB, chúng ta chưa có nhận được những cái lệnh, những cái tín hiệu bên app, thì anh chị mình liên hệ em Thảo, em sẽ hỗ trợ các anh chị mình tải app chứng khoán ITB và cung cấp cho các anh chị mình tín hiệu VIP2 với chế độ miễn phí 365 ngày sử dụng app anh chị ha. Chế độ VIP2 là chế độ đã được lọc ra rồi, anh chị hoàn toàn có thể follow theo lệnh, hoàn toàn chúng ta có một cái lợi nhuận tích cực đối với cổ phiếu mà mình tham gia. Đợt này thì app ITB chốt lời cũng tương đối là nhiều anh chị. Hôm nay chúng ta có bán SSC lại được 7%, hôm qua thì BVS, EVG cũng bán được 7%. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có chốt được SSC này, có bán được 1 phần 2 của BAF, chốt lại 7% ha. Có bán đối với Hòa Phát thì bán phiên hôm qua rồi, hôm nay thì có một cái lệnh mua thứ hai đối với Masan. Masan là cổ phiếu mà đợt vừa rồi tương đối là ổn đúng không? Hôm nay cũng có những cái tín hiệu breakout đúng không anh chị? Cái lệnh mua Masan thứ nhất của app là cái ngày 27, 29 tháng 7 ha, khi mà giá của Masan đang ở vùng 74.1. Còn ngày hôm nay là lệnh mua thứ hai anh chị nhé. Thì đâu đó là cũng đang cho chúng ta những cái lợi nhuận tích cực rồi. Lệnh mua một thì chúng ta đang lãi 7%, còn lệnh mua thứ hai thì chúng ta đang lãi hơn 1% đối với cổ phiếu Masan này. Thì anh chị nào đã nắm được những cái mã cổ phiếu khỏe như vậy thì tiếp tục nắm giữ anh chị ha. Còn chưa tham gia được vào room tín hiệu, chưa tham gia được vào lệnh VIP2 của app chứng khoán ITB thì anh chị liên hệ ngay đi em. Số điện thoại của em trên màn hình rồi, anh chị chỉ cần chủ động mình liên hệ đến em sẽ hỗ trợ các anh chị mình cơ cấu lại danh mục của mình để lựa chọn những cái mã cổ phiếu khỏe tham gia trong giai đoạn tới, cũng như là đưa về cho anh chị mình cái lợi nhuận tích cực hơn khi mà thị trường bùng nổ, khi mà thị trường đang còn có những cái tín hiệu khá là ổn trong nhịp này ha. Ok. Hy vọng là sẽ sớm được đồng hành và hợp tác cùng quý anh chị thôi nhé. Video ngày hôm nay của em cũng chỉ nhắc về FPT thôi. Thì nếu như anh chị mình có câu hỏi về cổ phiếu này, hoặc là chúng ta còn câu hỏi về cổ phiếu, về danh mục anh chị mình đang nắm giữ, thì liên hệ ngay đến Thảo, em sẽ hỗ trợ các anh chị mình ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, và đừng quên bấm like và thả những cái trái tim màu tím ở phần bình luận với em Thảo nhé. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều ha. Chúc anh chị mình sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ và một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người, tạm biệt cả nhà nhé. Cả nhà nhớ bấm like với em nha.